Dạ vâng, xin chào các bác nhé. Em lên cho các bác một phải nói là siêu phẩm của hàng mini luôn. Đấy, diện tích sử dụng cho bộ dàn như thế này, nó nghe tầm khoảng 25 mét vuông đổ lại các bác nhé. Đấy thì xin giới thiệu đến các bác, đây là bộ gì ạ? Vâng, M39. Một bộ đời rất là cao của hãng thương hiệu này đâu. Đây, đấy, em bỏ căng các bác xem. Ở với con này thì nó đa chức năng các bác nhé. Kết nối USB, CD, cắm điện thoại, đường quang và có thể kết nối thêm một con trầm riêng, một con trầm điện cắm riêng được, cắm ở đây. Đấy. Công suất của loa này đánh từ 60 đến 120W, tức là min, tức là đánh nhỏ nhất là phải là 60W và maximum của nó lên tới là 120W trên một loa. Cầu loa này các bác này, hàng cao cấp thì nó sẽ là cầu bắp chuối hết nhá. Đấy, cao cấp tất cả thì nó sẽ là bắp chuối. Đấy, kết nối Smart TV đường quang này, kết nối điện thoại máy tính thông qua đường AV 3.5 này, rồi nghe USB này, nghe CD này. Đó, đây. Về kích thước thì em sẽ đo luôn cho các bác này. Dòng này nếu mà đo theo bát tiêu chuẩn của nó này, bát tiêu chuẩn nó là bát 13, còn vỏ loa rộng là 14.5, cao là 24 và sâu là 22. Đấy, đấy là về kích thước của bộ dàn. Nói chung với bộ này thì các bác kê ở phòng khách cho em các bạn. Bác nào mà hay kiểu xem phim này, xem bóng đá này, nghe nhạc này từ trên TV ấy thì cân nhắc lấy trong bộ dàn này nhá, cân nhắc lấy bộ này. Thực sự các bác là nó đáng đồng tiền bát gạo luôn, em đảm bảo các bác như vậy. Các bác nghe là mê luôn. M37 nó đã hay như nào rồi thì M38 nó còn hay hơn. Nhưng riêng với M39 đẳng cấp hơn gấp nhiều lần các bác nhá. Nó được sử dụng một con chip và con mạch riêng. Đấy, thế nên là cái chất âm của nó đi qua rất là sạch. Các bác nghe qua điện thoại nó cũng sạch hơn so với cả những cái bộ dàn khác. Đấy, kể những con khác chạy CD thì cũng chỉ bằng con này cắm điện thoại để nghe thôi. Hay lắm các bạn. Tiếng nó trong mà nó sướng, nghe nó phê lắm. Rồi, bây giờ em sẽ lên bản nhạc các bác nghe thử đúng không ạ? Cái gì thì cái nó phải thực tế. Bây giờ em sẽ kết nối nhá. Kết nối thì nghe thử luôn. Đây, các bác cắm điện thoại máy tính thì cắm vào đây nhá. Đấy, xong rồi đầu 3.5 còn lại thì các bác sẽ cắm vào điện thoại máy tính. Đây, em lên nhạc cho các bác luôn nghe. Mời các bác nghe thử chất âm nhá. Một mãi xa nhau, xin nhớ trao nhau nụ cười cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đời tình đã mù trong sương khói. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em đời này nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hao gầy phủ hết xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn, xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi. Đừng
vâng, thì đó là về chất âm của bộ dàn các bác nhá. Về giá thì báo luôn này, bộ này thì nếu mình như thực sự các bác mua tầm năm ngoái, bộ này nó phải rơi vào khoảng hơn 8 triệu, thực sự là như vậy. Nó phải ở tầm khoảng 8 triệu rưỡi đến 8 triệu 7 một bộ như thế này. Bởi vì dòng này thì giá rất là cao, có bây giờ đúng không ạ? Thương hiệu nổi tiếng mà. Kiểu như iPhone ấy, nó sẽ cao hơn, ví dụ như các bác mua một cái điện thoại Apple nó chỉ tầm khoảng gì ạ? Loanh quanh 5 6 triệu rồi, nhưng động đến con iPhone nó tầm khoảng trên 10 triệu. Hoặc nó thậm chí nó tầm khoảng 2 3 40 triệu. Một con iPhone nó là như vậy. Nó bán theo giá trị thương hiệu các bạn. Nó càng nổi tiếng thì nó càng đắt. Đấy, thì như bộ là như tầm năm ngoái, năm trước nữa thì các bác mua nó phải rơi khoảng 8 triệu rưỡi đến 8 triệu 7. Đấy, nhưng năm nay thì thực sự các bác hàng hóa mọi thứ là nó đồng yên Nhật nó giảm giá mà, nên chi phí nó rất là rẻ. Các bác tậu bộ này ngay bây giờ nó chỉ có bao nhiêu? Có 5 triệu 9 rồi. Đấy, tậu bộ này bây giờ có 5 triệu 9 rồi các bác nhá. Đó, giá rẻ gọi là sập sàn luôn. Mà riêng cái bộ này em thật sự các bác cứ kê trong phòng khách, kết nối tivi cho em, nghe nhạc, xem bóng đá, mọi thứ tuyệt vời luôn. Loa mỗi con để một bên, âm ly để ở dưới, quá tuyệt vời luôn. Đấy, thì bác nào mà chốt bộ M39 này thì alo cho em, số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Xin chào các bác.